hướng dẫn cách bắt ếch trong Play Together. Đây có lẽ là câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất mấy ngày qua khi nhà phát hành thêm 16 loại ếch vào bộ sưu tập côn trùng. Tuy nhiên, theo xác nhận của nhà phát hành thì những chú ếch này chưa chính thức ra mắt và mình dự đoán chúng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật vào khoảng ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Vì vậy, mọi người hãy cứ đào quặng và đợi thông báo chính xác nhé. Thông tin thêm cho các bạn là hiện đã có thể câu nòng nọc ở khu cắm trại và bóng của chúng là bóng 1. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhận bóng bay ếch siêu đáng yêu khi làm nhiệm vụ ở Live Friend đấy nhé. Hãy cùng nhau đào quặng và chờ đón sự ra mắt của 16 chú ếch trong bản cập nhật tới. Chúc các bạn chơi vui!